Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Anh Online được thực hiện bởi Phương Thơm Voice Channel. Rồi, bây giờ trở lại bài tập. Trước nhất, viết ra coi chữ nào là verbal. Và nó là cái loại verbal gì, gerund, participle hay là infinitive. Và nó đóng vai trò gì trong câu now, adjective hay là adverb. That is the most important thing to remember. Chữ nào là verbal? Là động từ giả. Yeah, to remember. Phải viết luôn chữ to nha, để mình biết nó là infinitive. Okay. Và khi mà nó là infinitive thì nó có thể nó làm ba vai trò luôn, phải không? Hoặc là noun, hoặc là adjective, hoặc là adverb. Trường hợp này nó là gì? Các anh chị muốn biết nó là gì thì các anh chị coi cái chữ đó nó bổ nghĩa cho cái chữ gì trong câu. Yeah, nó là to remember, đúng. Nó bổ nghĩa cho chữ gì? Cho động từ is. Hay là bổ nghĩa cho danh từ tiếng? Hả? Nó bổ nghĩa cho danh từ tiếng, phải không? Important chỉ là adjective mà thôi. Yeah, nó bổ nghĩa cho danh từ tiếng, phải không? Và cái chữ gì bổ nghĩa cho danh từ? Dĩ nhiên là adjective, right? So to remember ở đây, very good. Nó là adjective nha, chứ không phải là adverb. Tại vì nó bổ nghĩa cho danh từ thing, chứ nó không có bổ nghĩa cho động từ is. Okay. Important thing to remember. Phải không nè? Chịu Phú đồng ý không nè? Right? Mình phải coi cái verbal đó nó bổ nghĩa cho cái chữ gì ở trong câu. Ở đây nó bổ nghĩa, cái important không phải là danh từ nha. Important là adjective, most là adjective, important cũng là adjective luôn. Chỉ có chữ tiên mới là danh từ. Okay. Very good. Now next one. Câu này nha. The excited Bobby nearly bowled the child over. Cái con chó con á thì nó gì sao ta, gần như là nó cúi đầu chào cái đứa trẻ. Cái chữ nào là verbal? Yeah, excited, phải không? Excited. Yeah. Và nó là cái gì? Nó là noun, nó là children, hay là nó là, yeah, nó là past participle, phải không các anh chị? And participle chỉ đóng một vai trò thôi là tính từ, phải không các anh chị? Children một vai trò là danh từ, participle một vai trò là tính từ. So excited nó sẽ là past participle and function is an adjective modified to a noun. Bobby. Rồi, các anh chị hiểu rồi. Very good. Ok, câu này nha. Chị coi câu này nha. The dog was too frightened to go to him. Cái con chó thì quá sợ hãi để đi tới cậu ta. Chữ nào trong câu là verbal, nghĩa là không phải là động từ? Yeah, là to go, phải không? Khi mà mình có cái chữ to thì nó dĩ nhiên nó là infinitive. Và yeah, infinitive nó đóng ba vai trò nha, các anh chị phải coi chừng nha. Một là noun, hai là adjective, ba là adverb. Và mình muốn biết coi nó đóng vai trò gì, mình phải coi nó bổ nghĩa cho chữ gì ở trong câu. Nó bổ nghĩa cho chữ gì ở trong câu? Theo các anh chị hiểu, nó bổ nghĩa cho chữ gì nè, nói đi. Nó bổ nghĩa cho chữ gì? Friend, phải không? Friend. Và friend làm gì ở, friend là loại từ gì ở trong câu? Hả? Friend là loại từ gì? Friend á, friend là loại từ gì? Friend là động từ không? Đâu phải động từ. Friend là adjective, phải không? Là tính từ, phải không?
Tại vì nó đứng sau động từ to be, nó sẽ là tính từ. Ok, prime là tính từ. Ok, không phải là động, was mới là động từ. Ok, was mới là động từ. Friend, ok, was mới là động từ. Sau động từ to be sẽ là tính từ. Anh chị nhớ điều này không? Sau động từ to be sẽ là tính từ. Right? And cái to go đây nó sẽ là adverb, phải không? I mean, nó sẽ đóng vai trò làm gì? Hả các anh chị? Nó đâu phải đóng vai trò làm tính từ đâu. Nó đâu phải đóng vai trò làm tính từ đâu. Yeah, nó đóng vai trò làm trạng từ. Phải không các anh chị? Infinitive. Phải không? Infinitive. Right? Tại vì nó bổ nghĩa cho cái tính từ, phải không? Trạng từ cũng bổ nghĩa cho tính từ vậy, phải không các anh chị? Right? Trạng từ cũng bổ nghĩa cho tính từ vậy. Nãy Tiểu My nói là trạng từ nó bổ nghĩa cho ba từ. Thứ nhất là động từ, thứ hai là tính từ và thứ ba là trạng từ nếu có trong câu. Ok, để Tiểu My cho các anh chị thí dụ. I am, he is too tall. Giờ các anh chị function đi. He is a subject, phải không? Is a noun, I mean a verb. Too is an adverb, đồng ý không nào? And tall is an adjective, phải không? So cái chữ to đây có phải là trạng từ bổ nghĩa cho tính từ không? Phải không? Thành ra trạng từ nó cũng bổ nghĩa cho tính từ vậy. Right? I sing well. Đây là trạng từ bổ nghĩa cho động từ, phải không? Chữ well là trạng từ bổ nghĩa cho động từ to sing, phải không? Thành ra trạng từ nó bổ nghĩa cho động từ luôn. Right? Rồi bây giờ trạng từ bổ nghĩa cho trạng từ này nha. Yes. It sings, I mean, he sings very well. Cái này có phải là trạng từ bổ nghĩa cho trạng từ không? Phải không? Trạng từ bổ nghĩa cho trạng từ luôn, phải không? Chữ well ở đây là trạng từ mình mới chứng minh ở trên rồi, phải không? Thành ra chữ very đây cũng là trạng từ, nó bổ nghĩa cho trạng từ luôn. Right? Thành ra các anh chị nhớ nha, không phải trạng từ chỉ bổ nghĩa cho động từ mà thôi, mà nó còn bổ nghĩa cho tính từ và trạng từ luôn. Right? Rồi bây giờ trở lại bài tập. So friend ở đây sẽ là tính từ. So to go ở đây nó là verbal, là động từ giả. Đứng trong câu nó sẽ là verbal infinitive, right? And it functions as an adverb. Đúng không các anh chị? Nó sẽ là trạng từ bổ nghĩa cho cái frightened ở phía trước. Đúng không? Đúng rồi Triệu Phú. Ok, trạng từ bổ nghĩa cho ba từ luôn nha, chứ không phải một từ giống như nào giờ mình biết. Ok, anh chị đồng ý không nè? To go ở đây sẽ là trạng từ. Đứng trong câu nó không phải là động từ mà nó sẽ là verbal. Và nó đóng vai trò làm adverb. It function is an function and function is an adverb modified to the adjective frightened preceded. Okay. Câu này nha, câu này. Các anh chị hiểu rồi phải không? Yes, cái alarm, kho alarm nó kêu cái xe nào nữa. Bây giờ không phải xe Tuyển My là được rồi. Câu này nha, there are no good movie to see. Không có cái phim nào hay để coi hết trơn á. So cái nào là verbal, nghĩa là không phải là động từ. Yeah, to see, okay.
Nó sẽ là infinitive, right? Nhưng mà nó không phải là động từ, nó là verbal. Nó đóng vai trò gì trong câu? To see infinitive and adjective. Very good. Tại vì nó modify cho cái danh từ ở phía trước là movie, phải không? Nó là adjective, nét dũng. Chỉ có mình muốn biết nó là loại từ gì, mình coi coi nó bổ nghĩa cho chữ gì ở trong câu. To see nó đâu có bổ nghĩa cho chữ there. To see nó cũng đâu có bổ nghĩa cho động từ to be đâu. Phải không? Mình đâu có nói there are to see đâu, phải không? Make no sense, right? So, dĩ nhiên là nó sẽ bổ nghĩa cho chữ, cho danh từ movie. Và chỉ có một loại từ bổ nghĩa cho danh từ, đó là tính từ. Ok. Anh chị hiểu rồi phải không? Coi câu này nha. Câu này. His favorite pastimes is sailing. Yeah, good. Sailing là touring. Và train thì nó đóng vai trò gì trong câu? Nó là noun, phải không? Và noun là trường hợp này nó là object. Hay là mình còn gọi nó là subject complement. Okay. Còn gọi nó là subject complement. Sao động từ to be thường thường nó là complement. Okay. Hơn là object. Mình không có dịch nó là object mà mình dịch nó là complement. Complement là gì? Subject complement là cái chữ mà nó bổ nghĩa cho cái chủ từ ở phía trước á. Okay. Cái chữ mà nó bổ nghĩa cho cái chủ từ ở phía trước. Thấy không? So sailing bổ nghĩa cho pastime, favorite pastime, right? Nên mình gọi nó là subject complement. Okay. Chứ mình không có gọi nó là object. Sao động từ to be không phải là object. Okay, next one. To succeed is not easy. Thành công thì không có dễ dàng. Cái sự thành công đây mình phải dịch là cái sự, tại vì nó không phải là động từ. Phải không các anh chị? Cái sự thành công thì không có dễ dàng. Đấy. Rồi, chữ nào là verbal? Yeah, to succeed. Nó là infinitive. Nó là verbal. Đóng vai trò làm now. Very good. Chứ không phải động từ nữa. Right? Okay, next one. Diving is a popular Olympic sport. Yeah, diving là touring, touring là noun, phải không? Yeah, chứ không phải là verbal. Okay, now next one. His goal is to climb it, Everest. Okay, các anh chị nghĩ sao câu này? To climb, infinitive and adverb. Infinitive đúng rồi đó, okay. Đúng rồi đó. Nó không phải là now. Cái to climb này nó bổ nghĩa cho cái gì ở phía trước các anh chị? Nó bổ nghĩa cho chữ gì? Okay. Okay, rồi làm câu này đi các anh chị. Thường thường á, các anh chị trả lời cho cái động từ to be. Thường thường các anh chị trả lời chữ gì? Chữ what? Chữ how? Chữ where? Chữ when? Hay là chữ why? Cái một cái gột dịch là sao ta? Gột cái dịch câu này sao các anh chị? Cái gì? Cái gột dịch sao? Mục đích hả? Không phải mục đích, mục tiêu hả? Cái mục tiêu của cậu ta là leo cái lên cái ngọn núi Everest, right? Thành ra mình trả lời cho chữ gì? Chữ what? Phải không các anh chị? Phải không? Thường thường mình trả lời cho chữ what, phải không? Right? Là cái gì, phải không? Và thường thường trả lời cho cái gì thì mình dùng cái loại từ gì? Danh từ? Hay là tính từ? Hay là chẳng từ? Danh từ, phải không? Danh từ. Right? Mục đích của ông cậu ta là gì? So đây sẽ cái to climb ở đây sẽ là now. Không biết không nào? Actually mình phải nói nó là subject
calmly mean? Okay. Sau động từ to be hoặc là now hoặc là subject, calmly mean. Không thể nào là chẳng từ được hết. Sao động từ to be không bao giờ là chẳng từ nha các anh chị? Tại sao? Tại vì động từ to be là linking. Okay. Chẳng từ nó đòi hỏi một cái action verb. Còn linking nó đòi hỏi một cái adjective. Các anh chị coi hai câu này nha, các anh chị đừng có lẫn lộn nha. I play well hay là I play good? Answer me please. Well. Vậy well đây là tính từ hay là chẳng từ? Well là tính từ hay chẳng từ? Answer me. Well is an adverb, phải không? Play đây là action hay là linking? Play là action hay là linking? Trả lời luôn đi please. Play là action. Yes, so các anh chị thấy rõ ràng không? Action thì nó phải đòi hỏi một cái adverb. Ok. Nhớ điều này nha. Right. Coi câu này nha. I am good hay là I'm well? I'm good. Right. And good ở đây là adjective hay là adverb? Adjective. Good ở đây là adjective. Lật từ điển đi Linh Chi Cat. Right. So động từ to be nó sẽ là linking, phải không? Phải không các anh chị? So linking nó đòi hỏi một cái adjective. Ok, các anh chị phải thuộc lòng cái này nha. Action thì là adverb, còn linking thì là phải là adjective. Ok. I feel bad hay là I feel badly? I feel bad hay là I feel badly? Yeah, I feel bad. Tại vì nó là linking, phải không các anh chị? Nó là linking. Right? Thành ra mình đòi hỏi một cái adjective là bad, chứ không phải là badly. It tastes good hay là it tastes well? Yeah. Chữ it nha, chứ không phải chữ I nha. Yeah. It tastes good. Chứ không phải là well, tại taste nó là linking. Tại sao nó là linking các anh chị? Mình muốn biết nó là linking hay action, mình coi cái chủ từ á, nó có làm được cái hành động đó hay không. Nếu mà nó làm được cái hành động thì nó mới là action, còn chủ từ mà nó không làm được cái hành động thì nó sẽ là linking. Cái taste này nhiều khi nó vừa là linking, nó vừa là action nữa nha. Ok. Thành ra chữ it ở đây có nghĩa là cái súp hay là cái cơm, nó là đồ vật, phải không các anh chị? Là đồ ăn đó. Mà đồ ăn thì nó đâu có cái lưỡi đâu mà nó taste, phải không các anh chị? Right. Cái món ăn đó thì nó ngon, phải không? Cái món ăn nó đâu có cái lưỡi đâu mà nó taste được. Thành ra nếu mà nó không thể taste được, có nghĩa là nó không có làm được cái hành động đó. Thì không làm được hành động đó thì nó sẽ là linking. Ok. Các anh chị coi câu này nha. I tasted the milk to see if it's still good. Thì cái động từ to taste ở đây nó sẽ là action, phải không các anh chị? Phải không? Right? Tại vì khi mà mình nói là mình taste cái milk có nghĩa là mình phải le lưỡi mình liếm nó. Ok? Mình phải le lưỡi mình liếm nó, rõ ràng là mình action mà, right? Thành ra ở đây mình phải biết khi nào nó là action and khi nào nó là linking. Và nếu mà nó action thì nó đòi hỏi một cái adverb, chẳng từ. Còn nếu mà nó linking thì nó phải đòi hỏi một cái adjective. Okay. And that's it for today. Các anh chị nắm vững rồi phải không? Khi nào là action, khi nào là linking, khi nào là verbal, khi nào là gerund, khi nào là participle, khi nào là infinitive, right? Khi nào là main verb and khi nào là verbal, right? Anh chị nắm vững hết trơn rồi phải không? Cái bài verbal. Ok.
con chuột này mà để sai là nó cự nữ vậy đó. Anh chị nắm vững cái bài này rồi phải không? Từ đây đến sau đừng có dỗ giả thấy cái động từ trong câu quảng. Dỗ giả nói là động từ. Ok. Nắm vững hết rồi phải không? Cái bài vocal. Ok. Rồi. Any question before we dismiss? Có câu hỏi gì không trước khi mà mình nghỉ? Nó bộn quá rồi. Anh chị cũng cần đi ngủ khuya quá rồi kìa. Bên Việt Nam 11 giờ 10 rồi phải không? Của Tiểu My 11 giờ 10 luôn á. Giờ Tiểu My phải đi ăn đói bụng quá. Okay, I'll see you tomorrow then. Gặp các anh chị ngày mai nha. Thank you. 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mỗi ngày. Từ thứ 2 tới thứ 5. Thứ 2, thứ 3 thì học grammar. Thứ 4, thứ 5 thì học basic English. Có nghĩa là học nói, học đọc, học viết, học ăn, học uống. Học, nghĩa là cái gì mà nó dễ dễ không? Ăn uống rồi nói rồi này kia dễ dễ thì vô học cái Tiểu My thứ tư, thứ năm, ok? I don't like American food. Ok, I'll see you tomorrow. Chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon nha. And chúc các anh chị khác một ngày một đêm bình an vui vẻ. And gặp các anh chị ngày mai nha. Okay. In the same room and at the same time. It is 8 p.m. Vietnam time, okay? I'll see you tomorrow. Cảm ơn các anh chị.